U20 Việt Nam bảo vệ cầu môn bên trái thành phố ạ. Hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. So với Sân Milan thì sức chứa của Riza Memorial lớn hơn. Riza Memorial có sức chứa là 12.873 chỗ ngồi. Pha bóng rất nhanh nhẹn của cầu thủ Campuchia. Việt Nam vào trận đấu hình rất hiền để tấn công. Với Campuchia thì họ cố gắng phát huy sự thanh thoát và khả năng quen thuộc trên mặt cỏ nhân tạo. Tấn Sinh và Thành Trung đã nỗ lực để cản số 9 của bạn là Rangunhan. Cổ động viên Việt Nam có mặt tại sân Vinh lúc này rất đông và Vinaphone viễn toàn bộ nước data roaming cho cầu thủ Việt Nam có mặt tại Philippines trong các ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 12. Các thuê bao Vinaphone có thể tải app MyVNPT để thực hiện việc roaming. Trọng Hoàng. Có lẽ Đức Chiến sẽ đá ở giữa hàng tiền vệ khi cần sẽ chơi như một tiền vệ trụ. Trong cách chơi này gồm ba sờ thì Đỗ Hùng Dũng và Hoàng Đức có thể đảo chỗ cho nhau. Hùng Dũng vẫn quen đá được bên phải, tuy nhiên nếu cần có thể đá sang bên trái và ngược lại, Đức Chiến có thể sang bên phải. Tấn Sinh theo sát đội bạn. Không có lỗi. Campuchia đang chơi lấn sân. Trước trận đấu này, ông Dan Mát tỏ ra rất tự tin. Và đương nhiên cũng phải thôi, bởi vì xét về chuyên môn, Campuchia không bằng Việt Nam. Campuchia sẽ cố gắng phát huy tinh thần và khả năng quen biết với mặt cỏ nhân tạo. Thực tế là trong nhiều thập kỷ qua, bóng đá Campuchia khi ở Việt Nam luôn đá với tinh thần rất cao, thậm chí là sẵn sàng đá rất rắn. Đường chuyền của Hoàng Đức. Trận đấu gặp Thái Lan, Thanh Thịnh là người đã chuyền bóng rất chính xác để tiến lên dưới cái tỷ số xuống 1-2. Đó là bàn thắng rất quan trọng khi mà Việt Nam sơ sẩy và bị dẫn trước hai bàn rất sớm. Sau bàn thắng của Tiến Linh, toàn đội đã bình tĩnh hơn. Vòng Quang Sơ cũng lập tức đưa trung phong Giang vào sân. Hà Đức Trinh vào sân thay cho Hồ Tấn Tài. Hoàng Đức, Hà Đức Trinh. Thành Thịnh. Đỗ Hùng Dũng. Hoàng Đức. Cú đá từ rất xa. Cú ly phải đến 35m. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật của đài truyền hình nước số VEC. Trận bán kết thứ hai tại SEA 30 giữa hai đội Việt Nam và Campuchia. Kênh phát sóng truyền hình chính thức của chúng tôi lúc này là VTC1. Với những quý khán giả đang bận đi trên đường có thể nghe radio qua các kênh VV1 và VV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
cầu thủ Campuchia vẫn đang tỏ ra rất nguy hiểm với những bước chạy tự tin đầy thanh thoát. So với Campuchia thì Việt Nam có chiều cao vượt trội. Tuy nhiên chúng ta cũng phải rất cảnh giác với tình huống đá phạt này. Mặt cỏ nhân tạo luôn khiến cho bóng này bất thường. Cú đá không trúng cầu môn. Ở trận đấu ở Thái Lan sau những tai nạn đầu trận thì Văn Toản đã tỏ ra vững vàng. Đây là trận đấu thứ tư tại SEA 30. Thủ môn của Hải Phòng Văn Toản được bắt chính. Hà Đức Chinh. Lúc này trọng tài huấn luyện viên Argentina Agustín Lamas là một dàn cầu thủ trẻ đầy khát vọng. Những gì mà Campuchia đang chứng tỏ làm chúng ta nhớ lại đội Lào có leader tại SEA Games 2009. Vì SEA Games mà Lào đã thi đấu với tinh thần và thể lực tuyệt vời để rồi vào đến bán kết. Một kỳ SEA Games lịch sử của bóng đá Lào. Và phá lên của Tấn Sinh. Trận đấu đầu tiên tại SEA Games lần này chúng ta sử dụng súng hai nòng với bộ đôi Tiến Linh và Hà Đức Chinh. Trong danh sách những cây lập bàn tại SEA Games 30 thì Hà Đức Chinh và Tiến Linh cùng với Suvanat của Thái Lan là những người đã ghi được 5 bàn. Xếp sau Osvaldo Hay ghi được 8 bàn. Cú đá rất đường nét. Cầu thủ Campuchia ngoài tinh thần và thể lực có thể thấy kỹ thuật cơ bản rất tốt. Khả năng cầm giữ bóng và xử lý bóng ít chạm. Có thể nói là thanh thoát. Trong ba thủ môn của Việt Nam tại SEA Games lần này thì duy nhất Văn Biểu chưa được sử dụng. Và phá bóng không tốt, đường chuyền vào của Hoàng Đức. Hoàng Đức chuyền vào bằng chân phải. Đường chuyền không được như ý. Đoàn Văn Hậu. Ném biên là Chan Sovic. Pha ném biên quá mạnh. Vừa rồi đến phút mà đội Việt Nam đã chơi an toàn. Những gì diễn ra không khác với dữ liệu của chúng ta. Campuchia nỗ lực tràn lên với sức trẻ, sự hưng phấn. Việt Nam bình tĩnh đón nhận và chúng ta sẽ chờ đợi những cú ra đòn tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Trọng Hoàng. Trọng Hoàng đã bị đau sau pha va chạm. Trọng Hoàng va chạm với Meng Chưa Heng.
Meng Chiang năm nay 20 tuổi. Anh là cầu thủ Kogawa Wisaka. Góc đá phạt quen thuộc của Hoàng Đức. Chúng ta có thể chờ đợi một tình huống nguy hiểm, thậm chí là cơ hội thực sự từ pha đá phạt này. Hoàng Đức đánh đầu. Đội Việt Nam có một dàn cầu thủ rất to cao và rất vui khi năm nay những pha bóng bổng là một vui thực sự của bóng đá Việt Nam. Thành Trung bật lên. Thành Trung đã tranh chấp trực tiếp với thủ môn Keo Sepsola. Thủ môn của đội Campuchia đang thi đấu cho câu lạc bộ Visaka, một trong những câu lạc bộ nổi tiếng nhất của bóng đá Campuchia. Cách đây vài năm, một số doanh nhân của Việt Nam đã có sự trợ giúp bóng đá Campuchia để bóng đá Campuchia có được như ngày hôm nay. Nhìn rộng ra thì nếu bóng đá của ba nước Đông Dương phát triển thì cũng là điều rất đáng mừng. Lâu nay người ta vẫn coi Đông Nam Á là vùng trũng. Chúng ta vươn lên nhưng cũng rất mong bạn bè xung quanh cũng lớn mạnh hơn để tạo ra một Đông Nam Á vững mạnh, làm sau đó bóng đá có sức vươn và có ảnh hưởng giống như là kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á. Pha chạy bóng của Hoàng Đức. Những pha tranh chấp chủ yếu diễn ra ở bên cánh phải của Việt Nam. Cầu thủ Việt Nam cần phải chứng tỏ sự hơn hẳn về khả năng phối hợp cũng như kỹ thuật, tránh xa và đấu sức. Tạo ra nhiều pha không chiến là điều cần thiết, bởi vì Việt Nam chiều cao vượt trội, tuy nhiên không nên đua sức. Rất chính xác. Trọng Hoàng. Lúc này đội Việt Nam chưa liên kết được chặt chẽ giữa hàng tiền vệ và hai tiền đạo. Đỗ Hùng Dũng. Đến điểm này của C30 có thể nói bao giờ đã phát huy tốt sự đa năng của các tuyển thủ. Chỉ được đăng ký 20 người, vì thế sự đa năng trong mật độ dày đặc là rất cần thiết. Cho đến điểm này ở đội U22 Việt Nam, các tiền vệ đều đã chơi ít nhất là hai vị trí. Yusafi.
Jansovic. Đường chuyền lên của Usafi. Ngoài khả năng cá nhân thì về mặt chiến thuật, bóng đá Campuchia lúc này cũng có những đường nét hiện đại. Đã có những cái đầu nóng. Chúng ta hãy chờ quyết định của trọng tài Aman Falahi. Nhiều năm qua bóng đá Campuchia khi gặp Việt Nam luôn chơi rất rắn. Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu. Pha vào bóng rất nguy hiểm của cầu thủ Campuchia. Sẽ có trọng tài rút thẻ đỏ ở tình huống vừa rồi. Thuộc về Mao Piset chứ không phải là Jun Fendi. Ekip làm truyền hình đã đưa cầu thủ Indonesia vào sân trong trận bán kết hai này. Đó là điều rất thường thấy trong khâu truyền hình ở SEA Games 30. Trọng Hoàng rất quyết liệt, thêm một pha phạm lỗi. Trận đấu diễn ra theo một kịch bản rất quen thuộc. Cầu thủ Campuchia sau những phút thanh thoát và thi đấu bình thường thì bây giờ đã trở nên đá rắn. Họ muốn đưa trận đấu vào thế đua sức. Chúng ta tin tưởng dàn cầu thủ Gung Park Seo hiện nay còn trẻ nhưng đã có sự dạn dày, đã trưởng thành qua nhiều giải đấu và luôn luôn giữ được cái đầu lạnh. Cú đá rất mạnh từ xa. Trọng Hoàng. Tấn Sinh không theo kịp. Tỷ số trận đấu vẫn là không đều. Tuy nhiên chúng tôi cảm giác là những gì đang diễn ra như thế này là ổn với U20 Việt Nam. Mọi chuyện đang nằm trong sự kiểm soát của thầy trò Lee Park Seo. Chúng ta cũng rất mong ông trọng tài người Qatar Aman Falahi sẽ có sự cương quyết nhất định. Huấn luyện viên Park Seo và ekip đã phản ứng mạnh sau khi cầu thủ Mao Piset phạm lỗi nguy hiểm với Trọng Hoàng. Đường chuyền lên của Trọng Hoàng. Không việt vị. Hà Đức Chinh rất đường nét. Chuyền vào chính xác, đến đâu? Vào! 1-0 cho Việt Nam. Phá vừa của bộ đôi tiền đạo, bóng được rót vào rất chính xác. Và thêm một lần Tiến Linh phát huy được khả năng của một chuyên gia trên đầu. Tiến Linh cao trên 1m80 và kỹ năng trên đầu quá tuyệt vời. Và loại hàng đầu ở V-League. Giống như trận đấu trước, những phút qua Hà Đức Chinh thường xuyên dạt sang biên. Một pha dạt sang bên phải rất hợp lý của Hà Đức Chinh, chuyền vào như đặt cho Tiến Linh. Có lẽ chúng ta chưa bao giờ hình dung đến một kịch bản như thế này trong lối chơi của U22 Việt Nam. Tiền đạo dạt ra biên và chuyền cho đối tác của mình ở bên trong. Rất hay. Và cũng lâu lắm rồi mới lại thấy một hình ảnh cầu thủ tiền đạo chạy ở biên và dùng đầu ghim quả bóng
vào thế thuận lợi, sau đó tung ra quả tạt rất hay. Luyện Pang Sơ thật sự là quá xuất sắc trong việc khơi dậy tiềm năng và cảm hứng chơi bóng của cầu thủ. Có những điều mà trong tập luyện cũng chưa bao giờ làm, tuy nhiên trên sân trong một trận đấu cụ thể thì họ vẫn có thể làm được. Cái đấy ít phút chúng tôi đã nói về cách chơi của Việt Nam khiến cho tất cả yên tâm, chúng ta đã kiểm soát được tất cả cho dù Campuchia chơi rắn. Thêm một cơ hội, Tiến Linh sút bóng là giải pháp không tồi khi mà đồng đội không di chuyển ở vị trí thuận lợi. Với bàn mở tỷ số vừa rồi, Tiến Linh đã có được 6 bàn thắng tại SEA Games 30. Tiến Linh và hậu vệ Campuchia đều bị đau. Chúng ta xem lại pha phản công của U23 Việt Nam. Hà Đức Chinh vẫn là người giành bóng và đẩy về cho Tiến Linh. Những gì Hà Đức Chinh chứng tỏ ở SEA Games lần này đã khiến cho rất nhiều người bất ngờ. Hà Đức Chinh đã trải qua những khoảng lặng và cách bóng Quang Sơ dùng anh một cách từ từ để anh trở lại phong độ là điều rất đáng khâm phục. Huấn luyện viên thủ môn Thế Anh cùng với bác sĩ Choi là những người đã ra chăm sóc cho Tiến Linh. Chúng ta xem lần nữa đường truyền chính xác của Hà Đức Chinh cho Tiến Linh. Rất nhiều cầu thủ áo trắng tuy nhiên đã bắt người không chặt và Tiến Linh đã có cơ hội mở tỷ số. Ông Park Seo có lẽ đang theo sát những diễn biến chấn thương của Tiến Linh thông qua trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa. Ông Park cũng trao đổi với bác sĩ Choi. Tiến Linh thật sự là mẫu tiền đạo mục tiêu rất xuất sắc và sẽ còn vươn lên trong thời gian tới. Trọng Hoàng, Hoàng Đức rất kỹ thuật. Thanh Thịnh, bóng được truyền vòng cấm cho Hà Đức Chinh. Sau những phút chủ động thu về đá thấp, tuy nhiên vẫn rất chủ động, cầu thủ Việt Nam đã dồn lên và tạo đường tốc độ rất tốt trong những pha lên bóng. Ngoài tốc độ còn là sự kết dính giữa các vị trí. Đoàn Văn Hậu rất quyết liệt, Đoàn Văn Hậu và Sinke Dara. Yusafi
Usavi là trung vệ có thể truyền dài tốt. Mang chơi hàng. Đường chuyền lên ngay của trung vệ Việt Nam cho Hà Đức Chinh. Vẫn là Đức Chinh đối mặt. Dứt điểm. Vào! Pha phản công tuyệt vời. Bóng được chuyền lên từ trung vệ và Đức Chinh đã khai thác hoàn hảo. Phút thứ 26, Việt Nam đã có lợi thế dẫn trước 2-0. Niềm vui tưng bừng của cầu thủ Việt Nam trên sân Rizal Memorial ở thủ đô Manila của Philippines. Hà Đức Chinh đã phát huy khả năng cản lướt vượt qua trung vệ Usafi. Đây là trận đấu mà hàng không Việt Nam chơi khí thế nhất từ đầu giải, khi chúng ta xuất phát với khẩu súng hai nòng Hà Đức Chinh và Tiến Linh. Như vậy là Tiến Linh gọi rồi. Mỗi người đã có được 6 bàn thắng tại SEA Games 30. Rất may là sau khi bị đau thì Tiến Linh đã trở vào sân. Trước trận đấu ngày hôm nay, huấn luyện viên người Argentina Felix Danmark đã rất mạnh miệng. Tuy nhiên lúc này thì chắc chắn ông cũng đã thấy và cảm nhận thực sự rõ sức mạnh của U20 Việt Nam. Ở vòng bảng, Việt Nam hòa trận đấu cuối cùng ở vòng bảng trước Thái Lan, hòa với tỷ số 2-2. Tuy nhiên theo chúng tôi, nếu như Vang Sơ quyết thắng thì vẫn có thể thắng được. 2-2 là tỷ số rất an toàn, và có lẽ ông Park muốn cả đội giữ được sức cho bán kết và xa hơn là chung kết. Tấn Sinh. Hoàng Đức. Hoàng Đức. Hoàng Đức đã chơi rất hay ở trận đấu gặp Thái Lan. Những pha đi bóng mềm mại lắt léo Hoàng Đức khiến cho đối phương mất phương hướng. Mang chơi hàng. Bây giờ là lúc Việt Nam có thể chơi ung dung sau khi đã có 2 bàn thắng. Theo chúng tôi thì với cách chơi này, Việt Nam có thể ghi bàn thắng thứ 3 bất kỳ lúc nào. Campuchia không thể không dâng đội hình lên. Và phía trên chúng ta đã có Hà Đức Chinh và Tiến Linh. Trọng Hoàng đi bóng ở trung lộ. Trọng Hoàng. Trọng Hoàng là một trong 4 cầu thủ Việt Nam đã ghi bàn ở 3 kỳ SEA Games. Ngoài
ngoài 30 tuổi nhưng Trọng Hoàng vẫn rất khỏe. Hoàng Đức đá phạt góc. Đỗ Hùng Dũng bị đau. Đỗ Hùng Dũng đã chơi xuất sắc ở vòng đấu bảng. Có những lúc đội Việt Nam khó khăn, Đỗ Hùng Dũng là người đã kết nối các vị trí. Chúng ta xem lại phòng dây đến chân thương của Đỗ Hùng Dũng. Đỗ Hùng Dũng bật lên rất cao, va vào Shin Kegara và bị rơi tự do. Đỗ Hùng Dũng đã có được một bàn thắng tại SEA Games lần này. Và sau ghi bàn thì Đỗ Hùng Dũng đã dành tặng bàn thắng cho người con mới chào đời của mình. Cầu thủ Việt Nam đã thể hiện một phong độ xuất sắc kể từ đầu trận. Ở vòng bảng, Việt Nam đã có những lúng túng khi gặp Indonesia và Singapore. Đó là những đội bóng chơi phòng ngự. Gặp Thái Lan mặc dù hàng phòng ngự gặp sự cố nhưng cơ bản đội Việt Nam vẫn có một trận đấu tốt. Cầu thủ Thái Lan sau hai bàn thắng rất sớm nhờ khai thác sơ hở của hàng phòng ngự đội Việt Nam thì sau đó đã không tạo ra bất kỳ một cơ hội nào. Lên của Thanh Thịnh. Phút thứ 34 hiệp 1 của trận đấu, Việt Nam vẫn đang dẫn 2-0. Cầu thủ mở tỷ số và ghi bàn đầu rất đẹp là Tiến Linh. Sau đó Hà Đức Chinh đưa tỷ số lên 2-0 ở một tình huống phản công xuất sắc. Cầu thủ Việt Nam đã có vốn và cần phải hạn chế những tình huống va chạm có thể dẫn đến chấn thương. Nói chính xác là phải cố gắng hạn chế những tình huống mà đội bạn đá nguy hiểm. Tiến Linh từng là vua pháo lưới nội ở V-League. Tiến Linh đã nổi lên rất sớm. Tuy nhiên sự nghiệp của anh cũng ảnh hưởng bởi một số chấn thương. Năm nay SEA Games vẫn có trận đấu tranh giải ba, trận đấu giữa các đội bóng bị thua ở vòng bán kết. Đội thắng trong trận Việt Nam và Campuchia sẽ gặp Indonesia ở chung kết.
Cầu thủ sẽ đá quả phạt này là Keo Sok Phem. Đây là màn số 1 của Campuchia với 3 bàn thắng. Keo Sok Phem. Bóng được phá ra. Với những đội bóng chơi tấn công hoặc là đôi công thì các học trò của Barca thường là dễ đá hơn. Campuchia hôm nay nhập cuộc hứng khởi và sẵn sàng đôi công với Việt Nam. Lập tức dính vào những đòn phản công. Bàn thắng mở tỷ số của Tiến Linh cũng là một pha phản công. Hà Đức Chinh có bóng ở biên đã truyền rất chính xác cho Tiến Linh ở bên trong. Ở V-League hiện nay, Tiến Linh và Hà Minh Tuấn của Nam là những tiền đạo Việt Nam chơi đầu thiên nghệ nhất. Đá phạt cho Việt Nam. Pha phạm lỗi của Úc Sovan. Thành Thịnh, Đức Chiến, Hoàng Đức, Hà Đức Chinh. Cầu thủ của Viettel là Đức Chiến khi đá giữa sân, anh đã hoàn thành rất tốt công việc của mình. Ở câu lạc bộ, Đức Chiến thường xuyên đá hậu vệ biên hoặc là tiền vệ trung tâm, bởi vì trung vệ đã thuộc về hai vị trí Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng. Tấn Sinh, mọi chuyện đang diễn ra rất thuận lợi với U22 Việt Nam. Mang cho hàng. Đoàn Văn Hậu. Hoàng Đức. Bóng đã ra ngoài sân. Xem Hoàng Đức thi đấu chúng ta thấy có những đường nét khiến mọi người nhớ lại Guti của Real Madrid trước đây, và có những pha xử lý cũng giống với Mesut Ozil. Pha phá bóng của Tấn Sinh. Tiến Linh không có lỗi. Đỗ Hùng Dũng. Quả phát bóng cho U22 Campuchia.
Men cho hang. Pha đi bóng nguy hiểm. Rất may vẫn còn Tấn Sinh. Chưa hang. Ném biên cho U20 Việt Nam. Trọng Hoàng. Tấn Sinh. Tấn Sinh không được thi đấu nhiều ở đầu mùa V-League 2019. Rất may là sau đó anh đã được thi đấu nhiều hơn. Và đội Quảng Nam cũng đã chơi tốt hơn ở cuối mùa. Tình huống rơi vòng cấm của thủ môn Keo Sóc Sê La. Mang chưa hang. Pha đi bóng của Mao Piset đã bị Trọng Hoàng chặn lại. Hoàng Đức. Hoàng Đức càng thi đấu vào trong giải càng tỉnh táo hơn. Mặc dù đang bị dẫn 0-2, tuy nhiên Campuchia cho thấy họ có một dàn cầu thủ đồng đều, có thể sẽ tiến bộ nhiều trong thời gian tới. Có thể nói trước đấu pháp lão luyện của huấn luyện viên Park Hang-seo thì nửa đầu hiệp 1, cầu thủ Campuchia của huấn luyện viên Felix Damat đã có phần ngây thơ. Họ đã tràn lên rất hứng khởi, tuy nhiên đã dính đòn phản công. Khi mà U20 Việt Nam đã đá với hai tiền đạo thực sự, thì những pha phản công thực sự có được tốc độ và sức nặng. Cầu thủ đá cánh trái Mang Chơ Heng đã chơi rất nỗ lực trong hiệp một này. U22 Việt Nam thay người. Trương Văn Thái Quý vào sân. Thái Quý vào sân thay cho Tiến Linh. Tiến Linh đã bị đau. Chúng ta cùng kỳ vọng Tiến Linh không bị đau quá nặng và sẽ góp mặt ở trận chung kết. Liên Minh đã bị đau ngay sau bàn mở tỷ số. Bây giờ thủ đô Việt Nam trở lại với sơ đồ một trung phong là Hà Đức Chinh. Pha đi bóng của Thái Quý.
đấu có 3 phút bù giờ. Vừa rồi là pha đá phạt của Tấn Sinh. Ở trận đấu gặp Thái Lan, bắt đầu hiệp 2, Văn Toản đã cho thấy dấu hiệu yên tâm, những pha xử lý chính xác. Đức Trinh, pha xử lý của Thái Quý. Hà Đức Trinh phối hợp với Đỗ Hồng Dũng, vẫn còn Thái Quý, đánh đầu vào, 3-0 cho U22 Việt Nam. Ngay sau khi người bạn mình phải rời sân, Hà Đức Trinh đã nới rộng cách biệt lên cho U20 Việt Nam. Hà Đức Trinh đã có bàn thắng thứ 7 ở kỳ SEA lần này. Thái Quý mới vào sân đã có pha chuyền bóng rất hay. Đây là tầm bóng ưa thích của Hà Đức Trinh, một pha băng cắt đánh đầu ở phía cột gần. Pha bóng sở trường của Hà Đức Trinh. Rất nhiều khả năng hôm nay sẽ là một ngày chiến thắng giòn giá của U22 Việt Nam. Osvaldo Hay của Indonesia đúng một bàn. Việt Nam gặp Indonesia sẽ là trận chung kết xứng đáng của kỳ SEA Games này. Trọng tài người Qatar Ahmad Falahi đã nổi còi theo lời một trận bán kết 2 của Đà Nam SEA Games 30. Chúng ta cùng trở lại với sân Rizal Memorial. Đây là hai trận đấu giữa đội Việt Nam và Campuchia. Trận bán kết 2 bóng đá nam của SEA Games 30. Ở trong hiệp 2 của trận đấu, Việt Nam bảo vệ cầu môn bên phạm mảng nhỏ của bạn. Ở hiệp 1, Việt Nam đã chơi xuất sắc và dẫn 3-0. Trong đó có 2 bàn của Đức Trinh, 1 bàn của Tiến Linh. Đội Việt Nam đã khai thông thế bế tắc với một pha phối hợp tuyệt vời giữa Hà Đức Trinh và Tiến Linh. Hà Đức Trinh giảm ra biên và chuyền bóng rất chính xác cho Tiến Linh đánh đầu. Sau đó Hà Đức Trinh đã ghi 2 bàn thắng nữa, rất ấn tượng. Có thể nói hiệp 1 của trận đấu là hiệp đấu để đời của Hà Đức Trinh. Chưa bao giờ chúng ta thấy anh xuất sắc như vậy. U22 Việt Nam đã thay cầu thủ thứ 2, Việt Hưng vào sân thay cho Hoàng Đức. Ở hiệp 1, Tiến Linh bị đau rời sân và Thái Quý vào sân thay cho Tiến Linh. Đây là Việt Hưng, Đỗ Hùng Dũng. Đỗ Hùng Dũng, đường truyền của Đức Chiến. Thành Thịnh, ở hiệp 1 Đức Chiến đã thi đấu tốt trong vai trò một thủ vệ trung tâm thường xuyên đá thấp. Thành Thịnh,
Các trận đấu chung kết và trận giải ba của bóng đá nam SEA 30 sẽ diễn ra sau đây 3 ngày. Rất nhiều khả năng Việt Nam sẽ gặp lại Indonesia ở chung kết. Campuchia và Myanmar từng gặp nhau ở vòng bảng và khi đó Myanmar thắng 2-1. Của Tấn Sinh. Tấn Sinh, Thành Trung và Đoàn Văn Hậu vẫn đang là ba trung vệ của Việt Nam. Pha xử lý của Ma Piset. Piset là người đá phạt góc. Vừa xảy ra một tiếng va chạm. Chúng ta đã có được 3 bàn thắng và cần tránh những tình huống va chạm đáng tiếc. Ở hiệp 1, trọng tài đã rút ra một thẻ vàng dành cho Mao Piset của U22 Campuchia. Thẻ vàng dành cho cả hai, Thành Trung và Keo Sốc Phen. Trọng tài đứng ngay sát hai cầu thủ va chạm. Trọng tài người Qatar Falahi cho rằng Thành Trung là người đã tạo ra tình huống va chạm trước. Mao Piset. Bóng được phá lên. Cầu thủ phá bóng là Việt Hưng. Pha treo bóng sâu và Văn Toản đã bắt được bóng. Đến lúc này trận đấu đã có 3 thẻ vàng. 2 thẻ vàng thuộc về U22 Campuchia, 1 thẻ vàng dành cho Việt Nam. Sự sát cánh của Việt Nam Golden Star. Hội cổ động viên chính thức mới được thành lập. Đây là trận đấu thứ 6 của Việt Nam tại SEA 30 và cả 6 trận đấu thì các thành viên của Việt Nam Golden Star luôn sát cánh, cổ vũ rất chuyên nghiệp. Thành Thịnh, Hà Đức Trinh. Trong hiệp 1 thì đường truyền của Đức Trinh cho Tiến Linh đã khiến cho rất nhiều người bất ngờ. Một pha truyền vào từ cánh phải cao và sâu, rất chính xác. Hà Đức Trinh. Đường truyền của Hà Đức Trinh cho Tiến Linh là một pha chuyền bóng ít thấy ở các cầu thủ Việt Nam. Pha bóng đó gợi nhớ đến những tài năng lớn như là David Beckham hay là Stephen Gerrard.
bóng được treo cao và sâu rất chính xác. Thì U20 Việt Nam trở về với sơ đồ chiến thuật 3-4-3. Úc Sovan, Chan Sovic. Xử lý vừa đủ của đoàn văn hậu để đối phương không thể hãm bóng. Chan Sovic, Yousafi. Trong hiệp 1 của trận đấu, vị trí Yousafi thường xuyên bị khai thác. Yousafi luôn thất thế trước mánh của Hà Đức Chinh. Việt Hưng, Trọng Hoàng, Hà Đức Chinh. Đỗ Hùng Dũng, Đỗ Hùng Dũng, Yousafi, Rang Bun Hang, Úc Sovan. Những năm ở đây, giải vô địch quốc gia của Campuchia mỗi một năm được tổ chức quy củ hơn. Hai đội bóng vượt trội ở giải bóng đá Campuchia vài năm ở đây là Bungan Angkor và Phnom Penh Crown. Câu lạc bộ Bungan Angkor với sự có mặt của tuyển thủ Trang Vatanaka đã từng vượt qua Bình Dương ở Mekong Cup. Đội Việt Nam thay cầu thủ cuối cùng, Bùi Tiến Dũng vào sân thay cho Đỗ Hùng Dũng. Băng đội trưởng bây giờ thuộc về Thanh Thịnh.
Với chúng tôi thì Đỗ Hùng Dũng là cầu thủ hay nhất của Việt Nam đến thời này của SEA Games 30. Những lúc khó khăn anh đóng vai trò kết nối hết sức quan trọng và hoàn thành xuất sắc vai trò của mình. Bùi Tiến Dũng vào sân và thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Bùi Tiến Dũng, em ruột của thủ môn Bùi Tiến Dũng, có thể đá hai vị trí trung vệ và tiền vệ trung tâm. Thành Trung. Theo quy định của ban tổ chức game thì vào đến vòng bán kết, cầu thủ được xóa thẻ, không còn tính những thẻ đã dính ở vòng đấu bảng. Việt Hưng. Trọng Hoàng. Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng từng là vị trí quan trọng của Lương Hoàng Tuấn trong giai đoạn U20 tập huấn chuẩn bị cho World Cup tại Hàn Quốc. Rất tiếc là trong đợt tập huấn ở Đức, Bùi Tiến Dũng đã bị gãy xương quai xanh và vắng mặt ở giải U20 thế giới. Có thể nói nòng cốt của bóng đá nam Việt Nam tại SEA Games 30 là những người đã giữ U20 thế giới, và với chúng tôi đó là cột mốc rất quan trọng của bóng đá Việt Nam, có thể còn quan trọng hơn cả cột mốc ở Thường Châu. Những người đã giành giải tư ở U19 châu Á sau đến sân chơi U20 thế giới thực sự là một bước tiến rất dài của bóng đá Việt Nam. Và quân của U20 đóng góp đến 5 người trong đội hình thi đấu ở Thường Châu. Đứng chờ bóng vẫn là Keo Sốc Phang. Keo Sốc Phang. Bóng đi không chính xác. Đội bóng của ông Felix Danmas đến lúc này vẫn chưa thay người. Pha phá bóng của Thanh Thịnh. Đức Chiến pha cặp lối. Pha va chạm giữa Đức Chiến và cầu thủ Shin Kekada. U20 Việt Nam đang có cách chơi hợp lý. Với cách chơi này chúng ta giữ được sức và đồng thời vẫn bảo đảm được nhịp điệu trận đấu.
hết mình của các cổ động viên sát cánh cùng U22 Việt Nam. Tấn Sinh. Chan Sovic, hậu vệ cánh phải U22 Campuchia. Đội Việt Nam vẫn đang có một thế trận lấn sân rất an toàn. Pha bóng chủ động của Đoàn Văn Hậu. Việt Hưng. Pha bóng khá thô của cầu thủ U22 Campuchia. Việt Hưng sẽ đá quả phạt này. Cầu thủ Việt Nam đang có một cách chơi hợp lý để giữ an toàn, đồng thời cũng không kích thích đội bạn có những pha đá rắn. Safi, Uksovan, hai trận đấu gần đây Việt Nam gặp hai đối thủ có hàng công nhanh nhẹn, tuy nhiên hàng phòng ngự đều sơ hở, đó là Thái Lan và Campuchia. Pha bóng có nét của Campuchia. Trọng Hoàng. Thành Trung đã có sự trưởng thành vượt bậc tại SEA Games lần này. Hà Đức Chinh. Việt Hưng. Thanh Thịnh. Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng và Đức Chiến lúc này là bộ đôi kiểu trung tâm. Thanh Thịnh. Thái Quý cùng với Việt Hưng đang được đẩy lên đá cao hơn vị trí sở trường họ, là những người yểm trợ cho Hà Đức Chinh. Thái Quý đã từng đá cả tuyến trung tâm với Việt Hưng ở vòng loại U23 châu Á. Thái Quý. 4-0 cho Việt Nam. Không biết ai là người ghi bàn,
Thành Trung cũng là một trung vệ rất có duyên ghi bàn. Có lẽ là Hà Đức Chinh. Hà Đức Chinh ngày hôm nay rất có duyên ghi bàn. Hà Đức Chinh gảy gót rất điệu nghệ, đưa tỷ số lên 4-0. Hà Đức Chinh đã lập hat-trick và có 8 bàn thắng ở kỳ SEA lần này bằng với Osman Dohay của Indonesia. Trận chung kết bên cạnh cuộc đua giữa Việt Nam và Indonesia có thể sẽ là cuộc chạy đua giành danh hiệu vua vàng lưới bóng đá nam giữa Hà Đức Chinh và Osman Dohay. Một ngày thăng hoa của Hà Đức Chinh, anh đã chứng tỏ được những điều rất đặc biệt. Đã có những pha bóng mềm mại bên cạnh tốc độ và khả năng cản lướt quen thuộc. Cũng đã chứng tỏ được cả khả năng quan sát và chuyền bóng chính xác. Campuchia bây giờ mới thay người. Shin Kekana rời sân. Vào sân là số 3 Rosit Sat. Có lẽ bây giờ mục tiêu với U22 Campuchia là ghi bàn thắng danh dự. Cầu thủ mới vào sân của Campuchia số 2, số 3, Sát Rosit. Năm nay 21 tuổi đang chơi cho Bungkaet Angkor. So với Malaysia thì Việt Nam ngày hôm nay có thể khẳng định là chiến thắng dễ hơn rất nhiều. Indonesia đã hiệp phụ với Myanmar. Kết thúc hiệp phụ họ đã thắng 4-2. Trận đấu gặp Indonesia ở vòng bảng là trận đấu đầu tiên huấn luyện viên Park Hang-seo để một đội bóng Đông Nam Á ghi bàn trước từ khi ông đến bóng đá Việt Nam. Đến trận đấu với Thái Lan là lần đầu tiên một đội bóng Đông Nam Á ghi hai bàn trước vào lưới Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta vẫn đứng vững. Một pha xoay người tốt của thủ môn Văn Toản. Đã có một tình huống việt vị của cầu thủ Campuchia. Đúng là đã việt vị. Tuy nhiên Văn Toản đã cho thấy khả năng đổ người hợp lý và bắt bóng dính. Việt Hưng. Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với các trợ lý Lee Ang-jin và Kim Hyun-un chắc chắn là rất hài lòng. Đây chắc chắn là trận đấu xuất sắc nhất của U20 Việt Nam tại SEA lần này.
Đức Chiến. Một pha áp sát rất chủ động của cầu thủ Việt Nam. Trợ lý Kim Hae-un là người đã thay thế ông Park Seo dẫn dắt U20 Việt Nam thi đấu các trận giao hữu gặp Myanmar và UAE. Tiếp theo là cú phá bóng của Tấn Sinh. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang chơi tập trung và an toàn, đồng thời giữ được sức. Úc Sovan. Safi. Trọng tài đã thổi phạt Đức Chiến, không phải đó là Thái Quý. U22 Campuchia có thể thay thêm hai cầu thủ. Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 sẽ bắt đầu lúc 19 giờ ngày thứ ba tới. Cho đến điểm này thì chúng ta thấy là mọi tính toán của Park Seo đều rất trọn vẹn đối với kỳ SEA Games 30, từ việc quyết định tuyển chọn nhân sự cho đến bổ sung những cầu thủ quá tuổi, lựa chọn phương án chiến thuật và cách tận dụng sự đa năng của các tuyển thủ, đặc biệt là khai thác phong độ tốt của Hà Đức Chinh và Tiến Linh. Trận đấu đã dừng lại khá lâu. Hà Đức Chinh đã có được 8 bàn thắng bằng gỗ Svando Hay của Indonesia. Bóng đá trẻ Campuchia gần đây đã có nhiều tiến bộ. Cách đây chưa lâu, U18 Campuchia đã thắng U8 Việt Nam. Lần đầu tiên Việt Nam thua Campuchia ở cấp đội tuyển. Thank you.
Malpisset dậy sân. Vào sân là Chi Wesley, mang áo số 16. Quả phạt có cự ly khoảng 30 mét, vẫn là theo sốc khang. Cú đá rất nguy hiểm, tuy nhiên Văn Toản đã xuất sắc. Văn Toản đã phán bóng, phán đoán chính xác. Cú đá không hề đơn giản. Một tình huống xử lý an toàn. Huấn luyện viên thủ môn đã rèn giũa Văn Toản ở đội Hải Phòng là ông Nguyễn Đức Cảnh, người từng là huấn luyện thủ môn ở đội tuyển Việt Nam và U23. Hiện nay huấn luyện viên thủ môn của U23 Việt Nam là Thế Anh. Ở đội tuyển trước đây, Thế Anh từng học trò của Phạm Văn Hùng, một thủ môn gốc Hải Phòng. Úc Sovan. Văn Hậu. Đội Việt Nam đã thay đủ cả 3 cầu thủ phép, trong đó U23 Campuchia có thể thay thêm một người. Thành Trung, Đoàn Văn Hậu. Thái Quý. Úc Sovan. Úc Sovan và Yusafi đang là hai trung vệ của U22 Campuchia. Đoàn Văn Hậu. Napoleon. Campuchia không dễ để tiếp cận vòng cấm của U22 Việt Nam. Họ chỉ có thể tạo ra những pha nguy hiểm từ các cú sút xa. Khi Campuchia sút xa thì Văn Toản lại tỏ ra vững vàng trong thủ môn. Thêm một cơ hội có thể khai thác. Hà Đức Chinh không vào. Cú đá chân trái rất đường nét của Hà Đức Chinh.
đường truyền của Thái Quý cho Hà Đức Chinh. Thái Quý và Đức Chinh đều là những người trưởng thành từ lò đào tạo PVF. Trận đấu tỷ số vẫn đang là 4-0. Đội Việt Nam ghi 4 bàn đều rất đẹp, trong đó 3 bàn của Hà Đức Chinh, 1 bàn của Tiến Linh. Tiến Linh là người đã mở tỷ số sau đường chuyền Hà Đức Chinh. Jan Sofic có thể nói đến lúc này U22 Việt Nam đang khiến chúng ta rất yên tâm. Rất có thể là ở trận đấu cuối cùng cầu thủ của ông Quang Sơ sẽ còn chơi hay hơn trận đấu này. Tất nhiên đối thủ cũng mạnh hơn. Thực ra thì trong trận đấu với Thái Lan, ngoài hai tai nạn lúc đầu trận, sau đó cả đội Việt Nam đã chơi rất tốt. Thái Lan đã không tạo ra được bất kỳ một cơ hội nào, kể cả xuống được đáy biên tạt bóng cũng rất khó. Jan Sofic các cầu thủ viên sẽ ở lại cho đến ngày chung kết. Ngày 10 tháng 12 chúng ta sẽ đá chung kết với Indonesia. Sút bóng. Văn Toản đã chủ động di chuyển. Trận đấu đang trôi vào những phút cuối. Đến lúc này có thể nói mọi tính toán của Việt Nam ở trận chung kết là hoàn hảo. Trọng khai hợp lý. U22 Việt Nam chắc chắn lọt vào chung kết và công ty cổ phần tập đoàn FIT sẽ trao thưởng 1 tỷ đồng cho U22 với thành tích lọt vào chung kết. Nếu thắng ở chung kết thì sẽ thưởng thêm 1 tỷ đồng. Tất cả chúng ta đều rất vui với thành tích ấn tượng của U22 Việt Nam tại SEA Games lần này. Vô địch SEA Games là thành tích mà chúng ta vẫn còn thiếu sau nhiều năm chờ đợi. Thẻ vàng dành cho Hà Đức Chinh.
những phút cuối Hà Đức Chính bật lên vẫn có vẻ rất sung sức. Rất có thể là bao nhiêu những gì thuộc về sự ức chế thời gian gần đây sẽ được Hà Đức Chính bùng tất cả vào SEA Games lần này. Đường truyền của Thành Trung. Thành Trung là trung vệ đã xuất hiện từ chiến dịch Thường Châu. Thành Trung là trung vệ đá dự bị ở giải U23 châu Á đầu năm ngoái. Có một điều chắc chắn là Quang Hải sẽ không đá được nữa ở SEA Games lần này. Tuy nhiên với lực lượng này và đặc biệt là lối chơi, chúng ta có thể yên tâm. Gặp lại Indonesia có thể sẽ không dễ đá như thế này. Tuy nhiên chúng ta cùng tin tưởng đội tuyển đã có những bước trưởng thành, đã vượt qua những thời điểm rất khó khăn, đã có được bản lĩnh và đặc biệt lực lượng ngày càng phát huy được sự dồi dào cũng như sự đa năng. Hiệp 2 có 2 phút bù giờ. Pha phản đối của Bùi Tiến Dũng. Trận đấu huấn luyện viên Tasser đã phải nhận một thẻ vàng. Đó là thời điểm ông phản ứng mạnh khi trọng vàng bị phạm lỗi nguy hiểm. Các trọng tài là nhiệm vụ ở SEA Games lần này đều là những người không thuộc khu vực Đông Nam Á. U22 Campuchia thay cầu thủ cuối cùng. Rời sân là Yêu Muslim. Vào sân là Soravit. Soravit là người đã có một bàn thắng vào với Malaysia ở trận đấu cuối tại vòng bảng. Trận đấu đã mở tung cánh cửa vào bán kết cho U22 Campuchia. Những giây cuối cùng, pha cắt bóng của Đoàn Văn Hậu. Đã có một cổ động viên người Hà Lan của Thiên Event sang Philippines cổ vũ cho Đoàn Văn Hậu tại kỳ SEA Games lần này. Có thể nói việc Đoàn Hậu sang chơi bóng ở giải Hà Lan là một bước ngoặt rất tích cực của đội Việt Nam. Hiện nay giải Hà Lan vẫn nằm trong top 8 giải bóng đá hay ở châu Âu. Văn Toản hôm nay rất chắc chắn. Thủ môn của đội tuyển nữ là Kim Thanh đã từng mắc sai lầm tại SEA Games này, tuy nhiên Kim Thanh đã vượt lên và thi đấu xuất sắc ở trận bán kết gặp Philippines. Đã là phút bù giờ thứ tư của hiệp hai.
Zoravit. Chuyền vào. Penalty cho Campuchia. Bóng đá chạm tay của bóng chạm tay Thanh Thích. Đúng là bóng đá chạm tay Thanh Thích rồi. Dường như trọng tài Ahmad Farahi muốn Campuchia ghi được bàn thắng thì phải. Ông đã cho bù giờ rất lâu, mặc dù thời gian bù giờ chỉ là 2 phút thôi. Bây giờ sẽ là thử thách dành cho Văn Toàn. Thủ môn đã chơi vững vàng trong trận đấu ngày hôm nay. Văn Toàn đã xuất sắc. Tỷ số vẫn là 4-0. Một ngày mà chúng ta đã chứng tỏ được tất cả. Những nụ cười rạng rỡ của các tuyển thủ U22 đã khép lại trận đấu mà chúng ta đại thắng Campuchia 4-0. Một trận đấu mà những tính toán của Max có thể nói là hoàn hảo. Từ việc sử dụng từ đầu cặp trung phong cho đến việc tiếp tục tin dùng Văn Toàn và cách vận hành lối chơi. Hà Đức Chinh với hat-trick ở trận đấu ngày hôm nay đã có 8 bàn thắng bằng với Osvaldo Hay. Việt Nam vào chung kết